Với việc giá xăng giảm gần 1.000 đồng trong đợt điều chỉnh gần nhất, mới đây một số hãng taxi tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết là sẽ giảm giá cước từ 500 đến 600 đồng một km sau khi tính toán lại các chi phí đầu vào. Với việc giá xăng giảm gần 1.000 đồng trong đợt điều chỉnh gần nhất, mới đây đại diện truyền thông của hãng Vinasun cũng cho biết hãng sẽ giảm 500 đồng một km đối với tất cả các dòng xe, thời gian áp dụng từ ngày 26 tháng 2. Đối với taxi MyLink, tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, hãng sẽ giảm 500 đồng 1 km đối với xe 4 chỗ và 600 đồng 1 km đối với xe 7 chỗ. Ngoài MyLink và Vinasun, một số hãng khác cũng sẽ giảm giá cước taxi, chẳng hạn như taxi Hoàng Long giảm 500 đồng 1 km.